Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới đến từ tác giả Trang Bubi. Và nói đến tác giả Trang Bubi thì hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ về bộ truyện Gả Cho Cậu Ba đã từng nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ những khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Và ngày hôm nay quay trở lại với chúng ta thì một lần nữa, tác giả này sẽ mang đến cho chúng ta một siêu phẩm có tên gọi Lỡ Một Chuyến Đò. Và đây là một bộ truyện tâm lý xã hội đặc sắc mà anh Sa tin chắc là đặc biệt những người phụ nữ chúng ta sẽ bắt gặp mình đâu đó ở đây. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Nhi, một cô gái có cuộc sống trong mơ của rất nhiều những người khác. Nhi thì xinh đẹp, có công việc ổn định, có một người chồng điển trai thành đạt và là trưởng phòng của một công ty lớn. Có một người mẹ chồng tâm lý và lúc nào cũng quan tâm đến cô cả. Thế nhưng mà sự thật đằng sau đó có phải là như vậy hay không? Và với tiêu đề là Lỡ Một Chuyến Đò thì bộ truyện này sẽ còn nhiều điều bất ngờ phía sau. Cuộc đời của Nhi chưa dừng lại ở chuyến đò này đâu. Vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ có những khởi đầu ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập đầu tiên của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Còn ngay sau đây không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập đầu tiên của bộ truyện Lỡ Một Chuyến Đò, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Một ngày mùa thu, lá vàng rơi nhuộm cả góc phố. Và cũng là ngày anh và cô kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Hôm nay, cô mua một chiếc váy hàng hiệu rất đẹp. Và cũng là chiếc váy đắt nhất mà cô từng mua. Trang điểm thật lộng lẫy. Chắc nhầm là anh sẽ rất ngạc nhiên cho xem. Nhìn vào trong gương, cô chưa từng nghĩ mình cũng có ngày xinh đẹp như vậy. Phải rồi, 4 năm qua, cô đã bỏ quên bản thân của mình quá lâu. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, cô cảm thấy hạnh phúc bởi vì đã chọn đúng người. Nhưng mà người cô khá run rẩy, trong lòng dâng lên nỗi chua xót mơ hồ. Còn nhớ năm đó, anh gặp cô cũng trong mùa thu lá bay. Hai người quen nhau qua một người bạn của cô giới thiệu. Anh khi đó mới tròn 30 tuổi, nhưng đã làm trưởng phòng của một công ty lớn. Còn cô là một cô sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Y Hà Nội. Ngày đầu gặp gỡ, anh dường như bị hấp hồn bởi vẻ đẹp trong trẻo của cô. Cô rất đẹp. Đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim xinh xinh, nổi bật trên nền da trắng hồng. Ngày hôm đó trời mưa triền miên không dứt, từng đợt xối xả rả rích. Anh bị sốt xuất huyết mấy ngày, nhưng mà vẫn liều mình rời bệnh viện lao ra ngoài, mua một bó hồng đẹp nhất, tặng cô nhân ngày tròn 22 năm cô có mặt trên đời. Nhìn thấy cảnh anh ướt nhẹp tả tơi đứng trước cửa nhà mình, mặt mũi tái nhợt, đầy vẻ mệt mỏi, nhưng mà vẫn không quên nở ra nụ cười hạnh phúc, đưa bó hồng cho cô. Anh nói: "Chúc mừng sinh nhật em, chúc em một đời an yên." Cô cảm động lắm, đôi mắt lúc này thì rưng rưng ngấn lệ. Sau khi biết anh đang bị bệnh mà vẫn ngốc nghếch như vậy, cô mắng anh, mắng nhiều lắm, bởi vì lúc đó cô cảm thấy rất thương anh. Và cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì anh cũng thật sự thương yêu cô. Cô vẫn nhớ như in cái cảm giác hôm đó. Trống ngực của cô cứ đập liên tục rộn ràng, cả buổi thì cứ lâng lâng, cứ như hồn của nó bay tận đầu tận đâu. Vậy là trái tim thiếu nữ mỏng manh lần đầu biết rung động đã bị anh chinh phục sau 3 tháng trời dòng dã theo đuổi. Hai người hẹn hò được tròn 1 năm thì anh bất ngờ ngỏ lời muốn lấy cô làm vợ. Lúc ấy thì cô vừa mới ra trường, chưa có công ăn việc làm ổn định, nên cũng không muốn kết hôn sớm. Cô đồng ý lấy anh là bởi vì gia đình của cô tác động. Gia đình của cô thuộc tỉnh lẻ, gia đình gia giáo nề nếp, bố mẹ cô đều là giáo viên đã về hưu. Ông bà lấy nhau khá muộn nên trong gia đình cô là lớn nhất. Dưới cô còn có một em trai nữa. Ngày biết cô quen anh, bố mẹ cô rất hài lòng. Nghe đâu gia đình của anh cũng cơ bản. Anh là con trai lớn trong nhà, dưới anh còn có một em trai nữa. Nhà của anh 3 tầng, rộng rãi, nằm ngay mặt đường Hồ Tây.
Bố mẹ đều kinh doanh, buôn bán nên vô cùng khá giả. Công việc của anh ổn định và phát triển. Anh lại còn mới tậu được cả xe riêng. Ngày cưới cô thì họ hàng chúc mừng cô có được tấm chồng tốt. Hàng xóm nói nhỏ với nhau, ví cô giống như chuột xa trứng gạo. Vậy mà không hiểu vì sao cô vẫn man mác, nỗi buồn nào đó không nói nên lời. Liệu rằng có phải bởi vì thái độ xa cách của mẹ chồng cô chăng? Đang loài hoài suy nghĩ, tiếng gọi lớn của mẹ chồng cô khiến cô giật mình, thức tỉnh. Vậy là thấm thoát, cô đã làm dâu nhà người 4 năm. Mấy giờ rồi? Còn chưa dọn dẹp nhà cửa cơm nước gì cả vậy? Động một tí, tót lên trên phòng đấy, trốn việc á? Không được tích sự gì cả. Đến ngay cả việc đơn giản nhất của người phụ nữ là đẻ con thôi, cũng không làm được. Thế thì làm cái quái gì nữa? Cô nghe xong chỉ biết cười nhạt. Thực ra thì cô cũng nghe chửi quen rồi. Mặc dù đã giống như một thói quen, nhưng mà vẫn chua xót lắm. Vợ chồng cô ở riêng hơn một năm nay, nhưng mà ngày nào thì bà cũng sang soi xét, nhức móc cô các kiểu. Bà nói rằng nhà của bà vô phúc, mới cưới được đứa con dâu 4 năm rồi, không một lần mang thai. Là phụ nữ, có con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Cô cũng nặng lòng về chuyện sinh con lắm chứ. Ngày trước thì cô nào phải đứa chơi bời hư hỏng đâu. Cô còn là niềm tự hào của gia đình cơ mà. Ai ai cũng yêu thương bởi vì cô ngoan ngoãn hiền lành. Cô luôn cố gắng hoàn thiện bản thân về mọi mặt. Thế nhưng tại sao ông trời đến bây giờ vẫn chưa cho cô một mụn con? Nỗi đau này chính là thứ độc dược phá hủy trái tim cô từng ngày. Cô thở dài cất gọn một tờ giấy vào trong ngăn kéo tủ, lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Bên ngoài thì mẹ chồng của cô ngồi sẵn ở ghế. Khuôn mặt của bà hầm hầm, có vẻ như đang rất tức giận. Nhìn thấy cô thì máu điên trong người bà ta lại càng nổi lên. Bà ta định lên tiếng thì cô đã nói trước. Dạ mẹ, mẹ mới qua sao? Con xin lỗi, con có việc bận trong phòng một chút. Cô thì bận cái nỗi gì? Chỉ khổ thân con trai của tôi. Đi làm vất vả như vậy, nuôi cái thứ đàn bà vô dụng thôi. Nói rồi thì bà liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó thì lại từ dưới lên trên. Bà nói, thế cô tính đi đâu? Bày đặt váy vóc, trang điểm loè loẹt, cứ như mấy con ca vè vậy. Mẹ, hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của bọn con. Thế nên anh Huy nói rằng tối nay hai vợ chồng ra ngoài ăn tối à? Bà nghe xong thì bĩu môi nói, gớm nhỉ, ra ngoài ăn tối rồi đấy. Thế tôi hỏi thật cô nhé, cô làm vợ con trai tôi, làm dâu nhà tôi 4 năm rồi, chưa sinh cho nhà tôi đứa con đứa cháu nào cả. Cô không cảm thấy có lỗi á? Vợ thằng chung hàng xóm cưới sau cô 3 tháng ấy, thế bây giờ hai vợ chồng nó trai gái đầy đủ cả rồi đấy. Mẹ à, bọn con cũng đang cố gắng cơ mà. Cố gắng? Năm nào cũng cố gắng. Tiền của bỏ ra một đống thuốc thang như vậy đã được gì đâu. Người ta nói cây độc không trái, gái độc thì không con. Tôi chẳng biết là cô ăn ở sao, mãi mà không có con như vậy. Hay là lúc trước cô chơi bời nên bây giờ mới như vậy á? Từng câu từng chữ bà nói như đang sát mũi vào trái tim của cô vậy. Cô dần đến run người khi bà nghĩ trước đây cô là loại gái chẳng ra gì. Nhưng mà đau đớn xót xa cũng không thể nào có thể miêu tả được tâm trạng của cô lúc này. Cô cũng ao ước có con chứ. Mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ nào đó cười nói thì lại khiến lòng cô đau nhói. Mắt thì lại cay cay hy vọng. Bây giờ khi đã quen với thực tại thì tất cả nỗi đau đó trở thành một khoảng trống lớn trong lòng. Mẹ à, con biết là mẹ đang rất giận con. Trách con chưa sinh con sinh cháu cho mẹ. Nhưng mà bọn con cũng đã đi khám xét các thứ rồi. Bác sĩ nói vợ chồng con mỏi là bình thường. Có thể là duyên chưa đến thôi. Con xin mẹ đấy, đừng buông lời cay đắng như vậy nữa. Mẹ chồng cô nhìn cô với ánh mắt nảy lửa, định nói gì đó, nhưng mà thấy bóng dáng con trai của mình xuất hiện ở cửa, thái độ của bà thay đổi hoàn toàn, nét mặt trở nên dịu dàng. Anh vừa về đến nhà thì câu cửa miệng đầu tiên là gọi tên vợ. Nhi ơi, anh về rồi đấy.
Hai người cùng quay sang nhìn anh. Anh gái đầu cười trừ. Ủa, mẹ? Mẹ mới qua à? Nét mặt của bà rạng rỡ tươi cười rồi đáp. Gớm nhỉ? Vừa về đến nhà đã vờ vờ ngay rồi. Chẳng thèm để ý đến mẹ của anh đang đứng ở đây nữa. Đồ có đồ mẹ. Bà nghe nói tối nay hai đứa ra ngoài ăn tối, nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới à? Đấy, con xem cái nhì đi. Bữa nay, ăn mặc sang trọng, nhìn khác hẳn ấy. Mà phải như thế, sống ở thành phố rồi phải như thế này thì mới hợp mốt chứ. Anh liếc mắt nhìn cô, nhìn thấy vợ xinh đẹp thì anh vui lắm. Trong suốt 4 năm qua, đây là lần đầu tiên anh thấy vợ xinh đẹp như vậy. Anh cười cười trêu cô. Sướng nhất em đi nhá. Được mẹ ủng hộ như thế này thì còn gì bằng nữa. Tới ngày mai thì hai mẹ con đưa nhau được một ít váy các kiểu mà mặc nhé. Thực lòng thì cô không biết diễn tả như thế nào với người mẹ chồng đang đứng trước mặt cô đây. Trước mặt chồng cô, bà luôn tỏ ra là người phụ nữ hiểu chuyện, tâm lý. Sau lưng thì có trời mới biết bà ta từng sỉ nhục cô như thế nào. Lúc này đây, cô chỉ biết cười trừ, gật đầu tỏ ra là mình là người phụ nữ may mắn. Có nhiều người từng nói với cô rằng sao không nói thẳng cho chồng cô biết. Nhưng không, cô sống với chồng cô nên quá hiểu tính cách của anh. Bởi vì bà diễn quá tốt, vậy nên chắc chắn anh sẽ không tin lời cô nói. Trong mắt của anh thì mẹ của anh luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Sau đó thì mẹ chồng cô vui vẻ ra về. Trước khi đi thì bà còn chúc vợ chồng cô bữa tối vui vẻ hạnh phúc. Đợi anh đi thay đồ rồi lái xe đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, được đặt bàn sẵn từ trước. Trên đường đi, một chốc một lát thì anh lại liếc mắt nhìn vợ của mình với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Tối nay nhìn vợ đẹp lắm đấy. Thế ngày thường vợ không đẹp á? Không, ngày thường cũng đẹp, nhưng mà bây giờ đẹp hơn. Chồng thích vợ ăn mặc kiểu này đấy. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh. Tất cả bầu không khí hạnh phúc lan tỏa khắp không gian. Nhìn chồng của mình, cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô được gặp anh. Anh là người đàn ông hiền lành tâm lý, công việc tử tế, nhà mặt phố, trai thủ đô. Vẻ ngoài hào nhoáng, rất dễ thu hút phụ nữ xung quanh. Đặc biệt 4 năm chạy vải chữa trị, tìm kiếm muộn con. Thế nhưng mà anh không bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay trách móc gì cô cả. Ngược lại, anh luôn động viên cô rồi cũng có ngày con sẽ đến bên vợ chồng. Một người đàn ông như vậy thử hỏi trên đời này còn nhiều không? Không, phải nói là rất hiếm. Nhưng mà càng như vậy lại càng khiến cô nặng lòng. Cô biết thừa, anh rất yêu quý trẻ con. Nhìn ánh mắt của anh khi nhìn những đứa trẻ, cô hiểu rõ điều đó. Anh cũng khao khát có một đứa con. Anh là cháu trai trưởng của dòng họ, con trai của cả gia đình. Trách nhiệm sinh con nối dõi càng đè nặng hơn bao giờ hết. Hết hôm nay thôi, cô muốn cuộc đời của người đàn ông này được tươi sáng, hoàn hảo hơn, bởi vì anh xứng đáng được như vậy. Bữa tối hôm nay thực sự rất ngon, thực sự rất lãng mạn. Cứ như cái tối tân hôn đầu tiên của hai người lúc cô 22 tuổi vậy. Trong căn phòng thoang thoảng hương hoa hồng, có nến, có rượu, có bản tình ca lãng mạn. Hai người ánh mắt nhìn nhau đầy âu yếm. Từng cử chỉ của anh dành cho cô hết sức đơn giản, nhưng mà chan chứa tình yêu thương mãnh liệt. 4 năm trôi qua, à không, cả thời gian quen nhau nữa thì phải là 5 năm, nhưng mọi thứ vẫn đẹp đẽ thuần khiết cứ như ngày mới yêu. Nhìn anh, cô nở ra nụ cười tựa như nắng mai rực rỡ. Đáng tiếc, nụ cười đó cuối cùng cũng khép lại, nhường chỗ cho giọt nước mắt tuôn rơi. Bỗng nhiên cô khóc, khóc rất nhiều khi phải lôi trong túi ra một tờ giấy đặt ngay trước mặt của anh. Đơn xin ly hôn. Bất giác thì vẻ mặt của anh khựng lại, hai hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại. Anh sửng sốt rồi hỏi. Nhi à? Gì vậy? Anh Huy, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Em đùa anh á? Bữa tối hôm nay thực sự rất ngon, khoảnh khắc hôm nay thực sự rất hạnh phúc. Nhưng mà em không thể nào làm khổ anh nữa. Anh là người đàn ông tốt, còn em
là người đàn bà vô dụng. Đã mấy năm rồi, ấy vậy mà em không thể nào sinh cho anh một đứa con. Em cảm thấy em không xứng đáng làm vợ anh nữa. Sau khi ly hôn, anh sẽ lấy người phụ nữ khác, cùng cô ấy sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Em nói gì vậy? Ai nói với em anh cần những đứa con? Nhi à, anh cần em. Trẻ con, bọn chúng phiền lắm. Chúng ta có thể sống như vậy đến già cũng được mà. Anh Huy, đừng dối lòng của mình như vậy nữa. Rõ ràng anh cũng rất yêu thương trẻ con. Em biết anh nói những lời như vậy cũng là để an ủi em thôi. Anh tức giận nhìn cô, nhìn một lúc rất lâu rồi nét mặt cũng bình thản hơn đôi chút. Anh từ từ cầm tờ đơn ly hôn trên tay, nhẹ nhàng xé làm đôi ngay trước mặt của cô. Đơn ly hôn bay tứ tùng dưới đất. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Nước mắt của cô lã chã tuôn rơi. Đôi mắt của anh cũng đỏ hoe vì đau đớn. Sẽ không có cuộc ly hôn nào cả. Em lý trí lại đi Nhi. Chẳng nhé, em xem nhà tình cảm của chúng ta như vậy sao? Anh Huy, em đừng nói gì nữa. Em xem, bữa tối hôm nay bị em phá hủy rồi đấy. Mọi thứ đang rất tốt đẹp cơ mà. Còn chuyện sinh con, đó không phải là lỗi của em. Chỉ là cả hai chúng ta đều chưa có duyên với con. Em xem đi, bác sĩ nói chúng ta đều bình thường cơ mà. Chỉ cần cố gắng thì con nhất định sẽ đến bên chúng ta. Em tin anh, được không Nhi? Em tin anh nhé. Được. Anh mỉm cười kéo cô ôm chặt vào lòng. Tình yêu của anh dành cho cô ắt hẳn sẽ khiến bao nhiêu người phải ghen tị. Giá như ông trời có thể cho hai người một đứa con thì chắc chắn họ chính là một gia đình hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, anh có dự án quan trọng nên dậy đi làm từ rất sớm. Cơm nước cô chuẩn bị xong hết cả rồi, thế mà anh cũng chẳng kịp ăn. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì cô lại lao đầu vào bán hàng online. Từ ngày ra trường không phải là cô không xin được việc. Cô cũng đi làm 2 năm đầu. Thế nhưng bệnh viện cách nhà hơn 20 cây số, anh đã đề nghị cô nghỉ làm với lý do sợ cô vất vả và cũng muốn cô tập trung cho việc sinh con cái. Bởi vậy thế nên 2 năm nay, nguồn thu nhập chính của cô chính là bán hàng online. Và cô là cộng tác viên bán mỹ phẩm cho một công ty nổi tiếng. Trộm vía, cô có duyên bán hàng thế nên bán đắt lắm. Mỗi tháng thì thu nhập của cô cũng được trên chục triệu. Tính ra thì cô cũng không phải phụ thuộc kinh tế ở anh. Lương của anh chủ yếu để dùng vào việc lớn và tiết kiệm sau này. Đóng hàng gửi khách xong thì cô có điện thoại của anh gọi về. Anh để quên tài liệu ở nhà và cô thì lại lật đật cầm sấp tài liệu phi như bay ra khỏi cửa. 4 năm lấy nhau. Đây là lần đầu tiên cô đến công ty của chồng. Cũng có một chút hồi hộp. Bước đến sảnh, chẳng ai biết cô là ai cả. Cô lật đật chạy đến quầy lễ tân hỏi thăm. Sau khi nghe cô giới thiệu thì mọi người bắt đầu để ý đến cô, giống như đang đánh giá một điều gì đó. Vậy chị đợi em gọi anh Huy xuống à? Chị ra ghế ngồi đợi nhé. Cảm ơn cô. 5 phút sau thì chồng cô có mặt. Anh vui vẻ cầm lấy sấp tài liệu trên tay cô. Từng cử chỉ của anh dành cho cô hết thảy, mọi người ở đây đều để ý. Trưa nay thì anh có ăn cơm ở nhà không? Chắc là không. Trưa nay có khả năng phải đi ăn cơm cùng với đối tác. Vậy thì anh làm việc đi. Em về trước đây. À, Nhi này. Sao anh? Nói rồi thì anh rút trong ví ra một tấm thẻ ATM đưa cho cô. Anh liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói nhỏ. Hôm nay em rảnh rỗi. Đi mua vài kiểu váy mà hôm qua em mặc ấy. Bỏ mấy cái váy mà em đang mặc đi. Anh thấy nó cũ lắm rồi đấy. Anh đang quan tâm cô nhưng mà cớ sao cô cảm thấy nặng lòng như vậy. Nhìn ánh mắt của anh, chắc hẳn là anh đang xấu hổ cùng với đồng nghiệp về cô sao. Chiếc váy này vẫn mới mà. Cô mặc có một lần thôi. Hơn nữa, anh gọi gấp quá, cô cũng quên sửa soạn. Cô gật đầu cầm lấy chiếc thẻ trên tay của anh. Nói là cầm nhưng mà chắc cô cũng chẳng cần dùng tới. Đơn giản là cô không muốn đôi co nhiều giữa chốn đông người. Lúc cô xoay người ra hướng cửa, những giọng nói thì thầm đằng sau cô nghe rất rõ.
Vợ anh Huy kể ra xinh phết các chị nhỉ. Nhưng mà ăn mặc thì hơi quê mùa tí. Đúng rồi, cái cô Ly kia chỉ được cái sexy thôi, chứ gương mặt thì làm sao đẹp bằng vợ anh ấy. Mà kể ra chị ấy nên chăm sóc bản thân một tí đi. Tớ không thể cào cái cô Ly kia cúm lúc nào cũng không hay biết đâu. Nghe đến đây thì cô khựng người lại trong vài giây, rồi sau đó mới bước tiếp. Cô Ly mà mọi người nhắc đến là ai vậy? Có quan hệ gì với chồng cô chứ? Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy náo lòng. Cô biết xung quanh chồng mình không thiếu gì gái đẹp, nhưng mà cô vẫn luôn tin tưởng anh. Bây giờ cũng như vậy, cô sẽ chọn cách tin tưởng anh. Bước ra khỏi công ty, cô bắt xe thẳng về nhà. Chẳng biết là do tâm trạng không tốt hay sao mà cô không thể nào tập trung được vào việc gì cả. Nấu ăn thôi mà nồi chảo cứ rơi lảng càng, đóng hàng thì cáo cửa vào tay. Phải đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên thì cô mới hoàn hồn. Màn hình hiện lên số điện thoại của Nhung, đứa bạn thân thiết với cô từ hồi học cao đẳng cho đến bây giờ. Nhung giờ đây cũng đang làm y tá bệnh viện Việt Đức, 26 tuổi, nhưng mà vẫn còn độc thân vui tính. Nhà của Nhung khá giả hơn nhà cô rất nhiều, bố mẹ cũng là người có chức có quyền. Ê Nhi, bà rảnh chứ? Tôi có. Tôi đi shopping nhé. Đấy, bản thân hợp ý nhau lắm cơ. Trùng hợp thì cô cũng muốn đi mua mấy chiếc đầm đẹp đẹp. Một lát sau đó thì Nhung đến đón cô. Hai người chọn cửa hàng thời trang lớn nhất khu này. Toàn là những mẫu đầm thiết kế vô cùng đẹp đẽ. Nhi này, bà vào thử bộ váy này đi. Tôi thấy là hợp với dáng của bà lắm đấy. Cô nhân viên đứng bên cạnh thấy như vậy thì nói. Phải đấy à, dáng của chị đẹp, mặc mấy kiểu váy body này, khoe ba vòng, đẹp lắm đấy à. Nhưng mà khoét ngực hơi sâu ấy. Trời à, thời đại nào rồi, cứ vào thử ngay cho tôi đi. Công nhận dáng người cô đẹp thật, ba đừng công quyến rũ. Lúc cô bước từ phòng thử đồ ra thì ai ai cũng trầm trồ khen ngợi. Nhung cười tươi rồi nói. Tuyệt lắm, chốt lẹ cái váy này đi. Sao mà tôi cứ thấy cứ hở hang kiểu gì ấy? Tại tôi có chồng rồi ấy. Ôi trời à, lấy chồng thôi, có phải vào tù đâu mà không được mặc như vậy. Thế bà thử nghĩ xem, ông Huy nhà bà dù gì cũng là trưởng phòng công ty lớn, trong đấy có biết bao nhiêu em mơn mởn trẻ đẹp. Bà cứ bỏ bắn bản thân của mình như vậy thì không ổn đâu. Phụ nữ bây giờ phải biết giữ sắc, biết chưa? Cô suy nghĩ vài giây. Thực ra thì Nhung nói có lý. Chồng cô cũng là người ưa cái đẹp, mà cũng không phải riêng chồng cô. Đa số đàn ông trên đời này thì đều như vậy. Lại nhớ đến thái độ của chồng sáng nay, cô không chần chừ mua liền 5 chiếc váy mới, là 5 mẫu mới nhất của cửa hàng. Mua sắm xong xuôi thì Nhung rủ cô đi ăn. Trưa nay thì chồng không về, thế nên cô cũng không ngần ngại gì cả. À Nhi này, bà có tính đi làm lại không? Đợt này thì bệnh viện đang cần thêm người đấy. Thực ra thì tôi cũng muốn đi làm, nhưng mà bệnh viện này lớn như vậy, tôi sợ không có cửa đâu. Bệnh viện nhỏ thì cách nhà quá xa nên chắc là ông Huy không cho đi đâu. Thì bà cứ thử xem, có gì tôi bảo bố tôi xin giúp cho. Bố tôi quen với giám đốc bệnh viện. Hơn nữa thì ngày trước bà có học liên thông lên đại học có phải không? Đúng rồi, nhưng mà liệu có xin được không? Được mà, cứ về nói chuyện với chồng đi đã. Vậy tôi cảm ơn bà trước nhé. Thế đợt này vấn đề con cái bà tính sao? Thì cả hai vợ chồng vẫn đang uống thuốc đấy. Ai mách đâu thì đều tìm đến cả. Thôi được rồi, cố gắng nhé. Vừa dứt lời thì chuông điện thoại của cô đổ chuông. Nhìn thấy màn hình hiện lên số của mẹ chồng, tâm trạng của cô trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Vừa bấm máy thì giọng nói của mẹ chồng cô đã văng vẳng đầy chua ngoa. Chưa rồi đấy. Cô đi đâu chưa về vậy? Tôi đến nhà thấy cửa khóa như vậy. Làm việc không làm đi. Suốt ngày thì cứ nhằm nhằm trốn việc đi chơi thôi. Mẹ, con ra ngoài lát nữa con sẽ về. Cô về ngay cho tôi.
Thế cô định để tôi đứng đợi cửa đến bao giờ đây? Nhưng mà con chưa về ngay được đâu à? Con đang bận chút việc. Con nói với mẹ sau nhé. Con chào mẹ. Nói rồi thì cô thở dài tắt máy. Nhung thấy như vậy liền hỏi. Là mẹ chồng gọi á? Ừ. Sao lần nào bà đi ra ngoài, tôi cũng thấy mẹ chồng của bà gọi đến thế? Thì ngày nào bà ấy chẳng đến soi mói xem tôi sống thế nào. Vợ chồng của bà ở riêng rồi cơ mà, đến làm gì mà nhiều như vậy? Lúc nào rảnh rỗi thì niềm vui của bà ấy là đến mắng chửi tôi. Thực ra bà ấy không ưa tôi ngay từ đầu. Nghe đâu bà ấy thích cô gái gì đó tên Lê cơ. Chê tôi nhà quê. Nghe bà kể tôi thấy đúng là mệt với cuộc hôn nhân này quá. Thế này mà cũng chịu được á. Nhiều lúc thì tôi cũng muốn giải thoát lắm. Nhưng mà ông Huy chính là lý do khiến tôi không nỡ buông tay. Và lại thì bố mẹ tôi dưới quê vẫn luôn tự hào về tôi lắm. Bố tôi bị bệnh tim, lại có chút gia trưởng, chắc chắn sẽ không muốn con gái bỏ chồng đâu. Lúc này thì Nhung thở dài nhìn cô. Mà từ lúc mẹ chồng cô gọi đến thì cô ăn uống cũng đâu còn ngon miệng. Cuối cùng thì cô cũng không thể nào làm ngơ được. Vội vã ăn xong rồi đứng dậy về nhà trước. Cuộc sống của cô vẫn cứ như vậy trôi qua 2 tháng tiếp theo. Nhiều lúc cô nghĩ nếu như không có Huy thì chắc cô sẽ không thể nào tiếp tục được nữa. Sống trong căn nhà tưởng chừng là mái ấm của riêng mình, nhưng hóa ra không phải. Bao nhiêu áp lực đè nặng trên đôi vai bé nhỏ. Áp lực nhất vẫn là chuyện sinh con đẻ cái. Một buổi sáng đẹp trời, cô nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến. Cô chính thức được nhận vào làm trong bệnh viện. Cô vui lắm, vội vã nhắn tin khoe chồng. Anh ơi, em được trúng tuyển vào bệnh viện Việt Đức rồi đấy. May mắn, có bố cái Nhung xin giúp cho đấy. Cô cứ tưởng là anh sẽ nhắn lại chúc mừng cô cơ. Thế nhưng không, anh trả lời mỗi một câu cộc lốc. Ừ. Đọc xong cô cảm thấy có một điều gì đó thất vọng. Việc cô đi làm thực ra cô biết là anh cũng không muốn. Không hiểu sao trong khi các ông chồng khác muốn vợ của mình có công ăn việc làm ổn định thì anh lại không. Trước kia anh nói sợ cô vất vả, nhưng mà hình như anh còn có lý do nào khác. Cô mặc kệ. Được đi làm công việc mình thích, đúng với chuyên môn của mình, chính là hạnh phúc lớn nhất lúc này của cô. Bây giờ chỉ có công việc mới khiến cô xua tan đi những muộn phiền đang chất chứa. Ở bệnh viện đa số mọi người cũng khá thân thiện với cô. Cô lại được làm cùng Nhung nên mọi thứ cũng đỡ bơ ngơ. Phòng của cô có anh trưởng khoa rất trẻ, vừa dễ tính, nhiệt tình chỉ dạy. Có điều chị phó khoa thì lại không. Thái độ lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với cô. Từ ngày đi làm thì cuộc sống của cô cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Mẹ chồng cũng bớt mỉa mai cô. Gu ăn mặc của cô cũng được nâng lên một tầm cao mới. Nhìn cô lúc này thì có ai bảo cô đã có chồng đâu. Xét về ngoại hình thì có lẽ cô phải xinh nhất khoa ngoại chứ. Từng ngày trôi qua như thế, cuộc sống của cô bắt đầu từ năm rưỡi. Dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa sáng cho hai vợ chồng. Ăn sáng xong xuôi thì chính anh đưa cô đến chỗ làm. Trừ hôm nào anh bận việc dự án gì đó thì cô tự mình lái xe đi. Buổi sáng hôm đó cô vừa thay đồ xong thì có một ca tai nạn mới vào cần mổ gấp. Anh trưởng khoa thấy như vậy thì vội vàng kêu cô chuẩn bị dụng cụ, rồi cùng anh ấy vào phòng phẫu thuật gấp. Lát sau thì cả giám đốc bệnh viện cũng có mặt. Cô ngờ vực nhìn bệnh nhân, là một người nam khoảng tầm tuổi chồng cô. Nhìn thoáng qua thôi cũng biết là người có tiền. Nhưng mà cô không để ý thêm nhiều, chú tâm bắt tay vào công việc. Bệnh nhân không biết có gây thù chuốc oán vai không, bị chém vết khá sâu. Cơ và dây thần kinh thì bị đứt khá nhiều ở chân. Cuối cùng thì sau 5 giờ đồng hồ, cả ekip bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Lúc này thì cô thấy bên ngoài hành lang có khá nhiều người mặc đồ đen đang đứng đợi. Có một người trung tuổi tiến đến hỏi giám đốc bệnh viện. Bác sĩ à, cậu Dũng sao rồi? Ông yên tâm đi. Báo lại với ông ấy, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vất vả quá. Cô nghi hoặc về người bệnh nhân kia. Gia đình của anh ta chắc hẳn cơ to thế nào mới khiến giám đốc bệnh viện đích thân tham gia vào ca phẫu thuật như vậy.
Sau cùng thì anh ta được đưa về phòng bệnh theo yêu cầu. Trưởng khoa chỉ thị cho cô là điều dưỡng ở phòng đó cùng với hai người khác nữa. Sau cùng thanh trưởng khoa còn nói: "Hôm nay em làm tốt lắm. Lần sau cứ như vậy phát huy nhé." "Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh." Anh trưởng khoa cùng với mọi người đi khỏi thì Nhung bước lại gần chỗ cô hỏi han: "Chúc mừng bà nhé. Nay được vào phòng phẫu thuật rồi." "Tôi cũng đang run đây. Cũng may ca phẫu thuật thành công tốt đẹp." "Tay nghề của bà tốt mà. Tự tin lên." Cô mỉm cười gật đầu. Đúng lúc đó thì có một y tá khác chạy đến hỏi thăm: "Chị Nhi ơi, vừa nãy chị có để ý bệnh nhân trong kia không?" "Sao vậy?" "Đẹp quá trời đẹp ấy. Eo ơi, khuôn mặt nhìn cuốn hút dã man." "Thôi thôi, mày tha cho chị đi. Chị là gái, đã có chồng rồi đấy." Nói rồi thì cô cười cười bước đi trước. Mấy người bắt đầu đứng bàn tán về người đàn ông kia. Nhìn hồ sơ bệnh án thì anh ta tên đầy đủ là Hoàng Anh Dũng, 34 tuổi, bằng tuổi chồng cô. Nhưng mà nhìn có vẻ như anh ta trẻ hơn thì phải. Xưa nay cô cứ nghĩ chồng của mình đẹp trai nhất. Thế nhưng mà hóa ra phải công nhận người đàn ông này rất đẹp. Nếu như xét về ngoại hình thì chồng cô chỉ được phân nửa của anh ta. Nói thì nói như vậy thôi chứ cô không hề mê trai đâu nhé. Cô là người phụ nữ công dung ngôn hạnh đầy đủ cả đấy. Bệnh nhân này là bệnh nhân đặc biệt nên trưởng khoa hay phó khoa đều dặn dò rất kỹ. Mọi người liên tục để ý đến anh ta. Một chốc một lát, mọi người lại thay nhau vào xem bệnh truyền dịch. Ăn cơm trưa xong thì cô bước vào phòng nhìn thấy anh ta đang ngồi dậy. Eo ơi, phẫu thuật đau như vậy, thế mà anh ta vẫn có sức ngồi dậy được. Khuôn mặt thì không hề tỏ vẻ cảm xúc đau đớn gì cả. Cô vội vàng chạy đến phụ đỡ anh ta rồi nói: "Anh tỉnh rồi sao? Nhưng mà mới phẫu thuật xong, anh cứ nằm đó đi. Ngồi dậy sớm không tốt cho vết thương của anh đâu." "Có chết được đâu mà lo như vậy." "Ôi trời ạ, cái tên này. Đẹp người, cái gì cũng đẹp cả. Thế nhưng mà cách ứng xử thì quá chán. Dù sao người ta cũng đang quan tâm. Không nói được câu cảm ơn thì cũng được lời tử tế nào đó chứ." Cô cười nhạt rồi đáp: Phải. Không chết được, mà cũng chỉ mới sắp thôi." Lời vừa dứt thì anh ta bắt đầu ngước nhìn cô. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Đặc biệt là đôi mắt chim mừng đầy tà mị, như muốn nhìn xuyên thấu tâm hồn của cô vậy. Bỗng nhiên cô cảm thấy áp lực nào đó vây quanh. Cô hứng hờ rồi nói: "Thôi, để tôi thay bệnh truyền dịch cho anh. Mới phẫu thuật xong, anh nên ăn cháo cho tốt nhé." Xong xuôi thì cô lặng lẽ rời đi. Bước ra đến cửa thì người đàn ông trung tuổi cô thấy khi sáng bước vào. Trên tay của ông ấy có rất nhiều đồ ăn và trái cây. Nhìn sơ qua thì toàn trái cây nhập khẩu loại VIP. "Cậu Dũng, cậu tỉnh lâu chưa?" "Ông ấy bảo chú đến đây sao?" "Dạ vâng. Thằng Cường ở đây chăm tôi là được. Chú cứ về quản lý nhà cửa đi." "Nhưng mà... cứ để đồ xuống bàn rồi chú về đi. Tôi không thích nói một câu hai lần đâu." "Tôi biết rồi. Thế cậu cố gắng ăn uống đầy đủ để sớm khỏe lại nhé. Có việc gì nhớ gọi tôi." Một lát sau thì ông chú kia cũng đi qua cô. Trước khi về thì ông ấy còn rẽ vào phòng trưởng khoa dặn dò. Lúc đó thì cô cũng ở khoảng cách gần nên nghe rất rõ. "Phiền cậu để ý kỹ đến cậu Dũng. Có chuyện gì nhớ gọi về cho tôi biết." "Dạ vâng chú Lâm, chú yên tâm ạ." "Vậy tôi về trước đây." "Cậu ấy không khiến chú ở lại à?" "Cậu biết tính cậu Dũng mà." "Dạ vâng ạ." Ông chú kia đi rồi thì trưởng khoa cũng gọi cô và hai người điều dưỡng khác vào dặn dò một chút. Cả buổi chiều hôm đó thì công việc của cô chủ yếu loay hoay trong phòng đó để ý tình hình sức khỏe của anh ta. Đến tầm chiều chuẩn bị đến giờ tan làm thì anh ta chủ động gọi cô lại. "Này, cô kia." "Sao thế? Anh cần gì à?" "Lấy cho tôi cốc nước." "Anh đợi một lát." "Nước này có phải là nước khoáng đã đun sôi không?" "Không."
là nước máy đã đun sôi thôi. Tôi muốn uống nước khoáng đã đun sôi. Anh uống tạm đi. Bệnh viện không có nước đó đâu. Đun sôi được đã là tốt lắm rồi đấy. Tôi nói rồi. Tôi muốn nước khoáng. Lúc này thì cô phẫn nộ nhìn anh. Bệnh nhân gì cứ như là bố đời người ta vậy. Dẫu biết rằng lương y như từ mẫu, nhưng mà thái quá thế này thì không thể nào kìm nén được nữa. Cô giận dữ rồi đáp lại. Anh muốn uống nước khoáng thì bảo người nhà của anh mang đến ấy. Nhìn cũng xinh xắn mà sao dễ nổi nóng như vậy. Tôi có chồng rồi, xinh hay không xinh cũng không quan trọng. Anh ta nghe xong thì cười khẩy nhìn cô. Mà gớm, người đẹp thế nên cười khẩy thôi cũng rất đẹp. Ồ, thế hóa ra là Hoa đã có chủ á. Vậy bây giờ không có nước khoáng, anh uống tạm nước này đi nhé. Khỏi cần, cô ra ngoài đi. Thế rằng lúc đó cô điên tên này ghê gớm. Cả buổi chiều, anh ta cứ bắt bẻ cô chuyện chẳng đâu vào đâu ấy. Tan làm thì cô rẽ vào chợ mua ít đồ về nấu cơm tối. Vừa về đến nhà thì cô đã nhìn thấy mẹ chồng của cô ở trong đó. Có một chút ngạc nhiên nhìn bà. Cô nhớ là từ trước đến giờ cô không hề đưa chìa khóa cho bà mà. Mẹ vừa qua nhà của con à? Bà liếc mắt nhìn cô từ đầu đến chân rồi mỉa mai. Thế chẳng nhé. Cô cấm tôi không được qua nhà thăm con trai của tôi sao? Dạ, con không có ý đó. Ý tứ rõ ràng như vậy lại còn cái. Mà từ ngày đi làm bệnh viện, không biết là lương có đủ mua quần áo cho cô mặc không nhỉ? Dạ, lương của con thế nào thì chồng con cũng biết mà. Miễn sao con không ăn hoang phí phá hoại của chồng con là được. Nghe cô nói như vậy thì bà ta tức lắm. Thế nhưng không biết vì sao nhẫn nhịn lại được. Nếu như là ngày thường thì bà ta chẳng chửi xối xả vào mặt của cô chứ. Hôm nay tôi sang đây, thông báo cuối tuần này có dỗ cụ, thế nên cô sang sớm để làm cố. Hôm đó thì thằng Đức cũng đưa bạn gái về ra mắt. Mà nghe nói bạn gái của nó là con nhà có điều kiện ở Hà Nội đấy. Cô xem, có món gì ngon ngon để làm đi nhá. Dạ vâng ạ. Bà ở lại thêm một lúc lâu thì cũng rời khỏi. Lúc cô vào làm cơm thì nhìn thấy thùng rác vừa bị bới tung cả lên. Đến khổ, mẹ chồng cô rất hay có tính tò mò. Xem hằng ngày có ăn gì, có ăn sơn hào hải vị gì, làm tốn tiền con trai của bà không. Cơm nước xong xuôi thì anh lại gọi điện về. Tối nay phải đi ăn cơm với khách hàng. Đọc xong dòng tin nhắn, cô cảm thấy man mác buồn. Đây là bữa cơm thứ ba cô ăn một mình trong tuần. Đến 10 giờ Thanh mới về nhà trong tình trạng say khướt. Vừa nhìn thấy cô, Thanh đã ôm chầm lấy cô rồi hôn hít. Mùi rượu này khiến cô thật sự khó chịu. Đặt anh lên giường, thay áo sơ mi cho anh xong thì cô thấy điện thoại của anh đổ chuông tin nhắn. Từ trước đến giờ cô rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh, nên cũng chẳng mấy khi bận tâm đến. Có điều rằng anh không có thói quen nhắn tin. Ấy vậy mà bây giờ thỉnh thoảng thì lại nhắn tin liên tục khiến cô cảm thấy bất an. Cô liếc mắt nhìn lên màn hình đã phát sáng. Tin nhắn hiện lên từ một số không được lưu tên. Anh về đến nhà chưa? Đọc xong dòng tin nhắn đó thì trái tim của cô giống như có hàng ngàn mũi kim xin thẳng vào vậy. Cô bàng hoàng cầm điện thoại lên. Có một chút mất mặt khi không tôn trọng tự do cá nhân của anh. Nhưng mà xét cho cùng thì anh là chồng của cô cơ mà. Cô suy nghĩ đắn đo một hồi rất lâu. Lúc ấn mật khẩu điện thoại, nhưng mà đáng tiếc anh đã thay đổi mật khẩu từ khi nào. Bao nhiêu năm nay cô nhớ mật khẩu điện thoại của anh chính là ngày cưới của hai vợ chồng. Cô thở dài thất vọng, đặt gọn điện thoại xuống góc giường. Cô cố gắng chấp nhận tin tưởng anh. Thế nhưng mà cớ sao lòng của cô lại bức bối như vậy. Nửa đêm, lúc cô tỉnh dậy thì người bên cạnh đã không thấy đâu. Ngoài ban công lúc này phát ra tiếng nói. Cô lồm cồm bò dậy bước chân xuống giường. Cô nhìn thấy anh đang đứng nói chuyện với ai đó, có vẻ rất vui thì phải. Được như vậy thì tốt quá. Nhưng mà em ngủ sớm đi. Cô không rõ đầu dây bên kia là ai và đang nói những gì,
chỉ biết rằng khóe môi của anh đang cười rất tươi. Bất chợt, cô cảm thấy nghẹn lòng. Có gì đó tủi thân nữa. Cô đứng chết chân như vậy cho đến khi cuộc gọi của anh kết thúc. Anh xoay người lại thì nhìn thấy cô. Nét mặt của anh thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng nở ra nụ cười dịu dàng. Anh hỏi cô. Ủa? Vợ? Anh làm em tỉnh giấc á? Không. Là do thói quen tỉnh giấc lúc nửa đêm của em thôi. Thế thì vào ngủ thôi vợ à. Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Cô cứ tưởng là anh sẽ dỗ dành, hoặc đại loại giải thích là bạn bè đồng nghiệp hay là đối tác gì đó. Thế nhưng không, anh lại còn hỏi ngược lại cô nữa. Vợ nghi ngờ anh sao? Em không có ý đó. Chỉ là em nghĩ em là vợ của anh, em có quyền biết thôi. Em yên tâm đi, anh không làm gì có lỗi với em cả. Lúc nào thì em cũng là người mà anh yêu thương nhất. Nói rồi thì anh kéo cô về giường ngủ. Nét mặt của cô thoáng buồn. Có phải là cô đã sai không? Cô và chồng ngày mới cưới đã thỏa thuận để cả hai tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau cơ mà. Không hiểu vì sao dạo này cô lại cảm thấy bất an và tự biến mình trở thành người phụ nữ xét nét chồng như thế. Nằm được một lúc thì bất ngờ tay của anh luồn vào trong áo cô. Đôi môi kia cũng đè xuống hôn cô một cách ngấu nghiến, cuồng nhiệt. Bình thường thì anh nhẹ nhàng, dịu dàng, dây dưa. Hoặc là ít nhất cũng có màn rào đầu, làm tăng khoái cảm. Hôm nay thì của quý cứ như thế tiến vào. Mạnh bạo. Trong căn phòng tối, tiếng thở dốc của cả hai vang vọng. Thế nhưng mà cái hồn của nó như bay tận đầu tận đầu. Mỗi khi gần chồng thế này thì áp lực sinh con lại khiến cô càng trở nên nặng nề. Buổi sáng hôm sau thì cô vẫn dậy sớm như thường lệ. Ăn sáng xong xuôi thì lại bắt đầu với công việc. Lúc cô bước chân vào phòng giao ban, đã nhìn thấy mọi người đang ngồi bàn tán về bệnh nhân đặc biệt hôm qua. Cô đứng ở đó, cũng nghe được đôi chút. Eo ơi, bệnh nhân giường đó càng nhìn càng đẹp trai các chị nhỉ? Chị đây hơn 40 tuổi rồi, mà bây giờ mới thấy có người đẹp như vậy đấy. Em nghe bảo con nhà giàu và quyền lực lắm đấy. Mà tin quan trọng là chưa có vợ đâu đi nhá. Mày thì chỉ được cái mê trai giống tuổi chị thôi. Thế rồi cả đám cười ầm cả lên. Thấy cô thì mọi người lại trêu. Mà có như là số hưởng nhất đấy. Hàng ngày được gần bên trai đẹp. Em á, em có chồng rồi chị ơi. Ừ, có chồng thì sao? Vẻ đẹp trời ban như vậy, không ngắm thì quá phí. Một người trong đó lên tiếng. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà chảnh lắm chị ạ. Sáng nay nghe đồn chị Dương phó khoa mình sang hỏi thăm lại còn không tiếp cơ đấy. Chị không biết đâu. Mặt bà Dương lúc đấy buồn cười dã man. Cô gái kia vừa dứt lời thì tiếng chị phó khoa vang lên. Đúng là định mệnh. Nói xấu không gặp thời. Ai thế? Tôi mắc cười gì vậy? Nhìn thấy chị phó khoa thì tất cả mọi người đều khép nép. Thực ra thì năng lực chị phó khoa ai ai cũng biết. Chẳng qua nhà chị ta cơ cấu to mới được như ngày hôm nay. Thế nhưng đối xử với mọi người thì cũng chả ra gì cả. Vậy nên ai ai cũng không hề có thiện cảm. Sau đó thì mọi người lại đứng dậy bắt đầu công việc. Việc ai người đó làm. Cô bước vào phòng thay đồ thì Nhung nói nhỏ. Này, thế tối qua anh Huy nhà bà có nhà không vậy? Có chuyện gì sao? Tôi hỏi để xác nhận lại thôi. Tôi cứ sợ là mình hoa mắt đấy. Ông ấy đi uống rượu với đối tác, tầm 10 giờ mới về. Đối tác? Đối tác là nữ á? Hôm qua tôi đi ăn cùng với gia đình thì gặp người giống ông ấy lắm đấy. Ngồi bên cạnh một cô gái trẻ đẹp. Rồi thì cô lại nhớ đến dòng tin nhắn và cuộc gọi lúc nửa đêm. Trái tim mơ hồ muốn đông cứng lại. Nhung nói tiếp. Bà đi nhá, để ý ông ấy vào đi. Kẻo thì có ngày mất như trời đấy. Trái tim của đàn ông nhiều ngăn lắm. Vợ cũng muốn, mà gái đẹp thì cũng chẳng buồn đâu. Thôi cứ mặc kệ đi. Cái gì không phải là của mình thì con níu kéo cũng không được đâu. Mình thì nói như vậy thôi. Thế nhưng mà trái tim của cô từng hồi thắt lại. Cô suy nghĩ chứ,
làm sao có thể không suy nghĩ cho được. Nhưng mà cô là người phụ nữ biết chấp nhận thực tại. Cô lại an ủi bản thân rằng cứ mặc kệ đi. Chuyện gì đến rồi thì cũng phải đến. Cô bước vào phòng bệnh, nhìn thấy anh ta đang nằm bấm điện thoại. Trong đó cũng có một nữ điều dưỡng khác. Cô đi lại gần nhẹ nhàng hỏi thăm. Tối qua anh ngủ có ngon không? Ngon. Bác sĩ trưởng khoa là bác sĩ chính điều trị cho anh ta, bước vào khám xét vết thương và thay băng. Nhìn vết thương sưng tấy lại còn có dịch thì cô biết đau đớn cỡ nào. Ấy vậy mà nét mặt của anh ta thản nhiên đến lạ. Dũng à, cậu có đau không? Cứ làm đi. Thay băng vết thương xong thì bác sĩ trưởng khoa bảo cô gái đứng cạnh cô truyền kháng sinh cho anh ta. Nhưng mà vừa dứt lời thì anh đã lên tiếng. Để cô ta làm đi. Từ hôm qua đến giờ tôi quen cô ta làm rồi. Những người khác không cần vào phòng của tôi nhiều cũng được. Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của đồng nghiệp, cô cảm thấy có một chút lúng túng. Cái tên này kỳ quặc ghê đấy. Ai làm chả được, lại còn kén chọn như vậy. Bác sĩ trưởng khoa thấy như vậy thì cười nói. Vậy thì Nhi truyền kháng sinh cho cậu Dũng nhé. Để ý em nhé. Dạ vâng ạ. Mọi người đi khỏi thì anh ta lên tiếng hỏi. Cô tên gì thế? Tên Nhi á. Vâng ạ. Điều dưỡng Trần An Nhi. Cô cúi xuống nhìn chiếc thẻ trên áo của mình rồi lại nhìn anh ta đang cười khẩy với cô. Nhưng mà cô mặc kệ, chỉ chú tâm vào công việc. Anh ta nói tiếp. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nghĩ là anh nên hỏi những vấn đề liên quan đến công việc sẽ tốt hơn. Bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay 26 tuổi. Trẻ như vậy, lấy chồng gì sớm thế? Phí già. Ơ, này anh. Sao thế? Lại nổi giận á? Cái tên thì dịu dàng, thế nhưng mà không giống người gì cả ấy. Lúc này thì cô ngước mắt nhìn anh ta, khẽ hít sâu một hơi. Trong đôi mắt đẹp hiện lên tia cảnh giác. Nhìn thấy ý bớn cợt trong mắt của anh ta, cô khẽ chớp mắt thản nhiên nói. Tôi có quyền từ chối trả lời những câu hỏi không liên quan đến công việc. Sau khi cô rời khỏi thì anh mới khẽ cau mày, khóe môi lại dường như có ý cười. Nhìn vẻ mặt của cô vô cùng nghiêm túc, khiến cho anh phải lắc đầu. Cho đến bây giờ thì anh đều cho rằng phụ nữ chẳng qua chỉ là một chút gia vị cho cuộc sống thêm đủ màu. Anh cũng đã từng gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp đủ cả. Thậm chí ngôi sao của Hollywood khi gặp anh cũng chưa đến mức chảnh như cô. Anh thầm nghĩ, người phụ nữ này nếu như chưa chồng thì chắc hẳn sẽ là người phụ nữ khá thú vị. Thế rồi cả buổi sáng hôm đó, cô không biết là mình đắc tội gì với chị phó khoa mà liên tục bị la mắng, giao cho những việc không đâu. Cô nhớ sáng nay thì lúc chị phó khoa đến, cô cũng đâu có nói gì ý kiến hay liên quan đến chị ta đâu. Cho đến đầu giờ chiều thì trưởng khoa đi họp về, anh gọi cô. Nhi ơi, thay bệnh truyền cho cậu Dũng chưa? Dạ, phòng đó chị Dương và chị Hà làm rồi ạ. Phòng đó thì em là điều dưỡng chính, do đích danh cậu Dũng bảo mà. Sao để cho Hà làm như vậy? Đúng lúc đó thì chị phó khoa cũng đi đến, anh trưởng khoa liền hỏi. Dương à, em để cho Hà làm điều dưỡng chính trong phòng cậu Dũng á? Dạ vâng, có việc gì không anh? Cậu Dũng phản ánh lại. Anh điều ai, em để yên như vậy giúp anh đi. Anh không có thời gian giải quyết nhiều việc như vậy đâu. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Sau khi bị trưởng khoa giao huấn thì phó khoa liếc sang nhìn cô bằng ánh mắt nảy lửa. Cô quay trở về phòng bệnh. Bước đến cửa phòng thì cô nhìn thấy một người đàn ông khác ở trong phòng. Nhìn cách nói chuyện với anh ta đầy kính trọng, cô cũng không muốn nghe lén đâu. Thế nhưng mà tiếng vọng ra rất lớn. Đã bắt được tên chém cậu hôm đó rồi, cậu Dũng. Thế nhưng mà hắn ta nhất quyết không khai ra ai là người đứng sau. Vậy bây giờ giải quyết hắn thế nào đi ạ? Cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết đi. Anh ta vừa dứt lời thì ánh mắt liếc về phía cô. Cô có một chút bối rối, cố gắng lắm mới bình tĩnh lên tiếng. Tôi đến để xem anh thế nào rồi. Bệnh dịch truyền vẫn còn, thế tôi xin phép đi ra ngoài.
Cô lại đây. Vắt giúp tôi cốc nước cam đi. Người đàn ông kia cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Vắt cam xong thì cô cũng đi ra ngoài ngay. Trôi đi mấy ngày nữa, cũng đến cuối tuần. Lẽ ra thì cô có ca trực, nhưng mà phải đổi ca bởi vì hôm nay nhà có dỗ. Từ sáng sớm thì hai vợ chồng cô đã lái xe về bên nhà. Nhà chồng cô cách nhà cô đang ở có mấy cây số thôi. Nhưng bởi vì bà không ưa gì cô nên cô cũng ít khi về. Thì thoảng có việc hoặc là về cùng với chồng thì cô mới về thôi. Đứng trước cổng ngôi nhà ba tầng rộng lớn kia thì bao nhiêu ký ức trong cô lại ùa về. Cô nhớ từ lúc kết hôn cho đến khi vợ chồng dọn ra ở riêng. Chưa từng có giây phút nào cô cảm thấy bình yên trong ngôi nhà này cả. Hôm tân hôn đầu tiên, lúc đó 10 giờ tối, chồng cô vừa ra ngoài có việc thì chưa để kịp đến sáng mai, bà đã gọi cô vào phòng của bà nói chuyện. Ban đầu thì mẹ mẹ con ngọt ngào lắm. Trong giây phút đó, cô đã nhầm tưởng mình may mắn. Cho đến khi bà đi vào vấn đề. Tiền vàng cưới, họ hàng cô dì chú bác cho được bao nhiêu, con cứ đưa cho mẹ cất trò. Cô nghe xong thì ở mưu chần chừ. Không phải là cô không nghe thấy vấn đề mẹ chồng đề nghị giữ hộ vàng cưới. Trước khi lấy chồng thì cô đã tham gia hội nhóm tâm sự chuyện mẹ chồng nàng dâu. Đọc rất nhiều bài viết về chuyện này. Tưởng chừng như nó không xảy ra với mình. Nhưng mà rồi thì chuyện gì cũng có thể đến. Nhất thời thì cô không biết xử lý sao. Bà đã nói tiếp. Phòng hai đứa tạm thời chưa có két sắt. Hơn nữa thì khu này gần đây cũng nghe thấy nhiều người bảo là mất trộm. Vậy nên mẹ mới lo lắng cho hai đứa đấy. Mẹ cất sau này chúng mày có việc gì dùng đến thì mẹ đưa. Hoặc là cứ coi như mẹ giữ cho cháu mẹ sau này. Hai đứa yên tâm. Mẹ có thiếu thốn gì đâu. Mà ăn của con của cháu chứ. Dạ, số vàng đó con vẫn cất trong tủ. Cũng chưa xem là bao nhiêu mà. Vậy thì bây giờ tranh thủ về lấy, mang sang đây xem nào. Bà vừa dứt lời thì chồng cô trở về. Thế như vậy thì thái độ của bà liền thay đổi ngay. Cũng muộn rồi đấy. Thôi, ta hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ, chưa gì mà mẹ đã gọi vợ con vào phòng tâm sự, nói xấu gì còn á. Chả bố anh. Nghĩ xấu cho mẹ thôi. Mẹ gọi vợ con sang đây nói chuyện cho đỡ buồn. Phần gái lấy chồng xa. Đêm đầu tiên thì chắc là nhớ gia đình lắm đây. Cô ngạc nhiên nhìn bà. Rõ ràng sự thật không phải giống như những gì bà nói. Chồng cô nghe như vậy thì cười tươi đáp lại. Sướng nhất vợ rồi đấy nhá. Chưa gì đã có đồng minh rồi đấy. Ngày hôm sau thì mọi người vừa đi làm hết thì bà lại đề nghị tiếp. Chuyện tối qua mày nói với con đấy. Thế con đã xem lại có bao nhiêu chưa? Chúng mày được nhiều thì mày cũng mừng cho chúng mày thôi. Dạ vâng à. Hôm qua con mệt quá thế nên về phòng nghỉ luôn. Nói là nói như vậy thôi chứ tổng bao nhiêu vàng cô biết rõ. Nhà cô tuy rằng ở quê không giàu có bằng gia đình chồng. Thế nhưng mà điều kiện so với dân làng thì cũng kha khá. Đi lấy chồng thì bố mẹ cô cho cô được một cây vàng, một chiếc xe Vision làm của hồi môn. Cậu của cô thì cũng cho cô được hai chỉ. Chú Thiếm cũng cho cô được hai chỉ. Với nghe chồng cô bảo rằng sợi dây mà chồng trao cho cô là năm chỉ. Họ hàng nhà anh tổng cộng vào cũng được một cây nữa. Như vậy là tổng bên nội ngoại cũng gần ba cây vàng. Mà mẹ chồng cô đã đề nghị như vậy rồi thì sớm muộn gì cũng phải đưa. Sau cùng thì cô quyết định đưa lại cho bà sợi dây chuyền bà đã trao cho cô cùng với số vàng anh em họ hàng của nhà bà. Coi như là trả lại. Còn số vàng nhà ngoại của cô thì cô sẽ giữ lại tích cóp để nhớ sau này có việc gì đó còn xoay sở. Mà gớm như bà không bằng lòng. Nhìn số vàng cô đưa thì bà thay đổi thái độ. Vứt mạnh chiếc hộp xuống mặt bàn rồi nói. Sao lại chỉ có chừng này thế? Dạ, dây chuyền mẹ trao cho con hôm cưới và mấy cái nhẫn. Các gì chú Thiếm trao thì con gửi mẹ cất giúp tụi con. Như vậy chẳng nhé. Nhà con không trao được gì cho con sao nhỉ? Dạ, bố mẹ con và cậu mờ chú Thím cũng trao được hơn một cây. Nhưng mà số vàng đó con xin phép mẹ cho con được tự cất.
Còn đây là 30 triệu. Vợ chồng con đỡ mẹ tiền thực phẩm hôm cưới. Nhi này, con không tin tưởng mẹ, cứ nói thẳng ra đi. Lại còn bàn bạc gì với chồng con? Thế con hỏi thằng Huy xem, mẹ có phải là loại người ăn không của con cháu đâu. Thằng Huy tính tiền mừng cưới cũng được cả 100 triệu, nhưng mẹ không thèm nói. Thế nào đi nữa thì mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chúng mày. Nhưng mà chúng mày không hiểu thì mẹ cũng chịu. Mẹ, con không có ý đó đâu à? Khoảnh khắc đó cô thấy không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Cô không biết nói sao cho mẹ chồng hiểu. Nhưng mà số vàng kia cô cũng cần phòng thân. May sao lúc đó bố chồng cô về. Nếu không thì không biết cuộc nói chuyện này đến bao giờ mới kết thúc. Trôi đi thêm vài tháng nữa, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô lại càng trở nên căng thẳng. Cố gắng bao nhiêu thì dường như cô cũng không thể nào bắt kịp nhịp sống mới. Tâm trạng của cô lúc nào cũng căng thẳng, chán nản. Thời điểm đó thì cô đã muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này chỉ vì hai chữ mẹ chồng. Nhưng mà cô đã không làm được, bởi vì bên cạnh cô luôn có một người chồng yêu thương chiều chuộng cô hết mực, và còn có cả sự kỳ vọng của bố mẹ dành cho cô nữa. Mỗi khi gọi điện về nhà, ai đó hỏi cô rằng mẹ chồng cô thế nào thì cô chỉ biết ngậm ngùi trả lời: mẹ chồng con rất tốt. Thời điểm cô căng thẳng nhất chính là mỗi tháng, cơ thể đều cảm thấy mệt mỏi, đau lưng, đau ngực, dấu hiệu của một người phụ nữ có bầu. Nhưng đến khi cắm chiếc que thử thai, cô không biết là mình đã cầu xin hai vạch biết bao nhiêu lần. Kết quả là vẫn chưa có. Dấu hiệu đó là dấu hiệu của chị Nguyệt ghé thăm thôi. Lần nào cô đến tầm đó thì mẹ chồng cô lại hỏi: sao rồi? Tháng này thế nào? Có kinh chưa? Dạ, con bị rồi mà. Ôi trời ạ, 4 tháng rồi đấy, chưa có gì cả. Dâu nhà người ta cưới, có bầu luôn đấy. Thế còn cái nhà này thì mãi mà không thấy động tĩnh gì cả. Cứ như vậy thì áp lực chuyển sinh con đẻ cái của cô lại càng lớn. Huy thì không tỏ ra nặng nhẹ gì với cô cả. Anh còn nói khi nào có cũng được. Có điều ngày nào cô cũng bị mẹ chồng chửi rủa đinh tai nhức óc. Trong lúc cô vẫn còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì tiếng chồng cô vang lên. Ủa, sao em còn chưa vào trong nhà vậy? Cô giật mình quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng trả lời. Em đợi anh. Anh đi lấy đồ gì mà lâu như vậy? À, mẹ thích ăn vịt quay ở gần nhà mình đấy. Lúc nãy đi mà anh quên. Thôi, vào trong nhà đi em. Dạ vâng. Vừa bước đến cửa thì cô nhìn thấy mẹ chồng của mình đang ngồi cùng với một người con gái khá xinh đẹp. Nếu như cô đoán không nhầm thì đây là người yêu của em chồng cô. Biết đâu tương lai là em dâu cô. Nhìn cách hai người nói chuyện thật vui vẻ, thật hòa hợp. Tuy rằng nụ cười trên môi bà chưa bao giờ như thế với cô cả. Nhìn thấy cảnh này, vô thức thì cô cảm thấy trong lòng của mình nhói lên. Lại còn có một chút tủi thân nữa. Cô đã từng có suy nghĩ sẽ xem mẹ chồng giống như mẹ đẻ, tận tâm tận lực báo hiếu. Cô cũng có ước mơ nhỏ nhoi, mong bà nếu như đã không thể nào thương cô như con gái thì ít ra hãy đối xử với cô giống như một người bình thường. Thế nhưng có lẽ ước mơ nhỏ nhoi đó là một điều quá xa vời. Cô cười nhạt lên tiếng. Thưa mẹ, vợ chồng con đã về. Theo một thói quen thì bà nói lớn. Từ mấy giờ rồi? Mà bây giờ cô mới đâm sang thì làm ăn gì nữa? Lúc đó thì anh vô cùng ngạc nhiên nhìn bà. Lần đầu tiên anh thấy bà cáu giận với vợ của mình như vậy. Còn bà thì lại lúng túng khi nhìn thấy anh. Ngay sau đó thì nụ cười trên môi hé mở. Hai đứa lại đi ngồi đi. Để mẹ giới thiệu một chút nhé. Ngay lúc này thì bố chồng cô cũng từ trên tầng đi xuống. Cô thì không có gì để chê trách bố chồng cả. Chắc có lẽ anh giống ông, tính tình điềm đạm, nhẹ nhàng và đặc biệt là rất hiểu chuyện. Cô nói lớn. Con chào bố à? À, hai đứa mới qua à? Thế đã ăn gì chưa? Dạ, tụi con ăn ở nhà rồi à? Cô liếc mắt nhìn cô gái kia, nhẹ nhàng gật đầu chào cô ấy. Cô ấy cũng gật đầu đáp lại. Bà giới thiệu. Đây là bé Phượng, là người yêu của thằng Đức nhà mình đấy.
Chào Phượng nhé, chị tên là Nhi, chồng chị tên Huy. Bé Phượng, đây là anh trai của thằng Đức, và đây là vợ của nó. Nói đến đây thì bà ngập ngừng. Dạ vâng, em chào anh chị ạ. À, rất vui được gặp anh chị. Mà nhìn anh Đức và anh trai mình giống nhau quá bác nhỉ. Đúng rồi, anh trai Đức bây giờ đang làm trưởng phòng của một công ty lớn đấy. Huy nghe đến đây thì đứng dậy xin phép lên tầng có việc. Trong bàn chỉ còn lại cô, mẹ chồng cùng với cô gái tên Phượng. Cô gái đó hết lời khen ngợi chồng cô, còn trẻ, đã làm trưởng phòng thích thật. Rồi thì cô ấy hỏi cô: Thế chị làm gì à? À, chị làm điều dưỡng em à. Anh chị lấy nhau lâu chưa? Có mấy cháu rồi à? Cô cười gượng rồi đáp: Cũng được 4 năm rồi, chưa có cháu em à. Khiếp, anh chị kế hoạch á? Mẹ chồng cô lên tiếng: Kế hoạch gì đâu, cậu mà không đẻ được ấy. Cô gái kia ngạc nhiên nhìn cô. Ngồi thêm vài phút nữa thì cô cũng xin phép đứng dậy vào bếp chuẩn bị làm cô. Sau khi cô đi rồi vẫn màng máng nghe được tiếng hai người nói chuyện. Ở quê ngoài mẹ cháu có một ông thầy lang cắt thuốc sinh con theo ý muốn, chữa hiếm muộn rất giỏi. Hay là bác thử bảo anh chị ấy đến đó khám thử xem thế nào. Ui giời à, không ăn thua đâu. Đi chữa từ Nam ra Bắc có thiếu chỗ nào đâu. Nhưng mà sao lại kỳ như vậy bác nhỉ? Thì bác làm sao mà biết được. Có khi là trứng thối, trứng ung, không dám nói ra đấy thôi. Thằng Huy nhà bác thì bác sĩ bảo mọi thứ vẫn bình thường cơ mà. Vậy thì chị ấy giống trường hợp của một người mà cháu quen. Ngày xưa ăn chơi quá thế nên phá thai nhiều quá ấy. Lấy anh đó cũng mấy năm, không thể nào mang thai được. Bây giờ thì chồng chị ấy đi lấy vợ khác rồi. Cô nghe đến đây thì dường như muốn ngã quỵ, uất ức muốn dâng trào. Cô ta là ai mà lại có quyền nói với cô như vậy? Người ta không ở trong hoàn cảnh của mình mà người ta lại dễ dàng phán xét như vậy sao? Cô đành bồng chạy đến nói thẳng mặt hai người. Nhưng mà suy cho cùng hôm nay là ngày giỗ, cô không muốn đôi co. Cả buổi sáng hôm đó cô chỉ quanh quẩn bên gian bếp, một mình làm tất cả các món ăn, không một ai giúp đỡ. Có hay thì thi thoảng anh vào hỏi thăm cô thế nào, rồi thì lại lên phòng làm việc với chiếc laptop. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện đầu tiên này thì anh Sa có cảm giác đây hứa hẹn sẽ là một bộ truyện mang đến cho chúng ta rất nhiều điều hấp dẫn và thú vị đây. Nói về nhân vật Nhi, nhân vật nữ chính của chúng ta, thì cô ấy đang gặp một vấn đề với mẹ chồng của mình. Tuy rằng chúng ta không đánh đồng tất cả, vẫn có những người mẹ chồng rất tuyệt vời, thế nhưng mà cũng có những mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu chưa thể nào hòa hợp được. Và mối quan hệ giữa Nhi và mẹ chồng của cô là một điển hình như thế. Tuy nhiên thì anh Sa cảm nhận là cô ấy không chỉ gặp mà áp lực về mẹ chồng đâu, mà còn áp lực từ nhiều phía nữa. Ví dụ như là về cô em dâu tương lai này, chưa gì mà đã cạnh khỏe cô ấy như vậy rồi. Vậy thì ngày về làm dâu thì sẽ còn thế nào nữa đây? Rồi lại còn một nhân vật có tên là Ly, tức là đồng nghiệp của chồng cô ấy. Liệu rằng Ly có phải là một tình địch của cô ấy hay không? Và chồng của cô, một người đàn ông thành đạt điển trai, trưởng phòng của một công ty lớn như vậy, thì chắc hẳn là không thiếu bóng hồng vây quanh rồi. Liệu rằng có phải là anh ấy ngoại tình hay không? Vậy thì những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ những buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều, còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.